mà khi mà mình mua cái cây về mà lỡ cái bầu đất mình nó bể thì sao? Thì nó đã chết rồi á, nó ảnh hưởng tới cái thân của mình. Cái cọng rễ mà nó dập á, hoặc là nó cúi cái đầu nè, mình nên cắt ngọt lại hết á. Xin chào tất cả anh em á. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với anh em mình một lô phôi mai vàng. Đế đẹp nha anh em. Đế là đế đẹp ha, giá rẻ, giao lưu với anh em mình ha. Rồi, em xin giao lưu cây đầu tiên. Đó, lô này lô A nha anh em, lô A. Đó, mai vàng. Này về anh em mình ghép vô đây hai bo là anh em mình chơi được ha. Củ đế nè anh em. Đó, đế đều ha, 24 giờ luôn. Đây thì nó có cái lỗ nè, nhánh chết á, không sao ha. Đó. Hoành, để em đo hoành, đo hoành là 27 hoành. Chiều cao của cây á là 35 nha anh em. Đường kính cái bầu này là 29 nha. Đó. Rồi cây A1, cây này giao lưu với anh em mình là 900.000, em bao ship toàn quốc luôn. À, hôm nay là để giá rẻ cho anh em mình chơi nha. À, cây A2, cây này đế quá đẹp luôn anh em ơi, đế nôm. À, rồi để em đo thông số cho anh em mình tham khảo. 20 hoành, chiều cao là 46 ha, đường kính cái bầu này là 27 nha anh em. À, nhỏ mà khéo ha. Rồi cây A2, cây này 800.000 luôn anh em ơi, bao ship cho anh em chơi luôn, giá rẻ cho anh em mau gọn lẹ chơi nha. A3 như cũ sứ vậy đó anh em, à, đế đều luôn, 24 giờ nó chia đẹp ha. 23 hoành, chiều cao là 33, đường kính bầu là 33 luôn anh em ơi. À, rồi cây A3 giao lưu 900.000 luôn anh em ơi, bao ship luôn. A4, cây mới về chưa có rửa gì trơn anh em, còn đen thui thùi lùi luôn. Đế đều ha, tuy nhỏ nhưng đế đều khéo đẹp nha anh em. Đây thì cái mặt cắt cũ ha, không sao ha. 17 hoành, chiều cao là 55, đường kính bầu là 30. Đó, rồi cây A4 700.000 thôi anh em, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Tiếp theo là cây A5, đế quái nha. Đó, đế quái, cây rất là già cây nha anh em. Mai vườn nha. 24 hoành, chiều cao là 41, đường kính cái bầu này là 35 ha. Đó, bầu ghim nha anh em, thì đất nó có hơi găng găng tí xíu ha. Rồi A5 này 900.000 luôn anh em ơi, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. A6, đó, cái đế như là con thú ha anh em, đế đều đẹp, đế lực luôn nha. Đó, anh em mình xem kỹ cây ha. Hoành là 24, chiều cao là 42 ha anh em, đường kính cái bầu này là 33. A6 ha. Rồi cây này giao lưu với anh em 1.100.000, bao ship luôn anh em ơi, nhanh gọn lẹ luôn anh em ơi. A7 mini nha anh em, 19 hoành, chiều cao 33, đường kính cái bầu này là 28 ha. Đó, đế cũng đều ha. Rồi cây A7 này 700.000 thôi anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn. A8, cây này cái cũ quá trời cái cũ luôn anh em ơi. Đó, cũ tròn vo luôn. Cây thì hơi nhỏ xíu ha. Hoành 18, chiều cao là 32. Đó, để em đo cái cũ cho anh em ha, 35 hoành cũ, đường kính cái bầu này là 30 ha anh em. Rồi cây A8 này là 750.000 thôi anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn. A9, một cây đế đều đẹp ha, 24 giờ đều luôn nha anh em. Về anh em mình ghép cây này 3 bo thôi.
24 hoành, chiều cao là 31, đường kính cái bầu này là 33 nha anh em. Đế là đều 24 giờ ha. Rồi cây A9 này 900 ngàn thôi anh em ơi, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Tiếp theo cây A10, một cây lùng lực ha, đế VIP luôn. Đế nó chảy ha, đều hết trơn nha anh em. Hoành em đo trên này là 22 ha, chiều cao là 30, đường kính cái bầu này là 40 nha anh em. Cây này khá là nặng nha. Rồi cây A10, cây này giao lưu với anh em mình 1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn, nhỏ nhưng mà rất là khéo ha. Tiếp theo A11, cũ là anh em, đế nè, đế lực nha. Chỗ này nó giống như nó bị xù vậy đó anh em, em cũng không biết nó bị gì nữa nha, nó giống như nó xù chảy xuống vậy đó. 25 hoành, chiều cao là 49 nha, đường kính cái bầu này là 33 nha anh em. Cái cũ ha, cũ đặc luôn nha anh em. Rồi cây A11 cũng là cây cuối cùng của clip nha, 800 ngàn thôi anh em, bao ship toàn quốc cho anh em chơi luôn. Rồi em cũng xin chào, chúc anh em sức khỏe ha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha.